Mới đây thì giá điện đã chính thức được điều chỉnh tăng 3%. Mặc dù theo đánh giá của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thì mức tăng này chỉ tác động khoảng 0,1% đến chỉ số giá tiêu dùng CPI. Tuy nhiên thì hiện không ít các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực triển khai các giải pháp trong sản xuất và đầu tư máy móc công nghệ nhằm bình ổn giá cả hàng hóa. So với các loại máy móc cũ, chiếc máy khắc laser mới được đầu tư này có thể tiết kiệm tiền điện khoảng 3-5%, góp phần giảm chi phí sản xuất nhằm bình ổn giá bán sản phẩm. Thay đổi về phương pháp lập trình, gia công và thay đổi về các quy trình công nghệ nhập thêm máy móc để tiết kiệm chi phí gia công. Còn doanh nghiệp thực phẩm này khẳng định giá hàng hóa của công ty sẽ không tăng trong 3-6 tháng tới, bởi họ đã có kế hoạch chuyển sang làm việc tránh các khung giờ cao điểm nhằm giảm chi phí tiền điện. Để tiết kiệm điện thì với doanh nghiệp này họ đã có một cái phương án, đó là cho công nhân của mình thay đổi giờ làm bằng cách là làm việc vào những cái giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng những cái máy móc mà tiêu hao năng lượng điện vào giờ cao điểm. Giảm được khoảng 40-45% so với cả giờ cao điểm. Công ty cũng đã tiết kiệm được, giảm được chi phí sản xuất, giá thành điện lúc đó khoảng 1-2%. Giá điện là một trong những chi phí đầu vào quan trọng cấu thành nên giá thành sản phẩm. Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm cần được các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai. Sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, đặc biệt là trong các ngày mà nó nắng nóng cực đoan diễn ra, và đặc biệt là vào các cái giờ mà có cái nhu cầu sử dụng điện cao, đó là từ khoảng 11 giờ cho đến 15 giờ và từ khoảng 19 giờ đến khoảng 23 giờ. Xem xét cái việc thay đổi cái giờ giấc và từ đó có thể bố trí cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó tốt hơn và tiết kiệm được cái năng lượng. Chuyển đổi sang cái năng lượng xanh ấy, nó là một cái biện pháp mang tính dài hơi. Cũng theo các chuyên gia, việc sử dụng điện mặt trời áp mái cũng là một trong những giải pháp tiết kiệm điện không ít doanh nghiệp đã áp dụng. Ngoài ra, để bình ổn giá cả, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra giám sát, tránh tình trạng tát nước theo mưa khi cứ thấy giá điện tăng là tăng giá hàng hóa bất hợp lý.